Kính chào quý vị và các đồng chí. Trong chuyên mục An ninh Ninh Bình tuần này, sau phần tin phản ánh các hoạt động của lực lượng công an và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi phóng sự Lực lượng công an Ninh Bình nỗ lực đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân gắn chip điện tử. Cuối chương trình là mục ống kính phóng viên với tựa đề Cảnh báo tội phạm trộm cắp tài sản. Sau đây là nội dung chi tiết. Để đảm bảo an ninh trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an các huyện, thành phố tổ chức tọa đàm tập huấn tuyên truyền cho cán bộ chiến sĩ hiểu, nắm được ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc bầu cử, những khó khăn thách thức đặt ra đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự, các phương thức thủ đoạn hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch phản động, chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến quá trình chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử, đồng thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp, chỉ đạo các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân hiểu, nắm rõ các quy định về bầu cử, quyền và nghĩa vụ bầu cử, trách nhiệm của mỗi công dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự cuộc bầu cử, qua đó nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, các đơn vị công an trong tỉnh quyết tâm triển khai quyết liệt có hiệu quả các phương án kế hoạch để bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn tại các địa điểm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, các cơ quan doanh nghiệp, đơn vị trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhằm nâng cao ý thức chấp hành trong các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên dưới nhiều hình thức như tổ chức các buổi tuyên truyền, tọa đàm, phát tờ rơi, ký cam kết với mục tiêu làm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí và không để xảy ra ùn tắc giao thông, đồng thời triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp, giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, duy trì tuần tra kiểm soát. Qua công tác tuần tra kiểm soát, từ ngày 1 tháng 3 năm 2021 đến ngày 15 tháng 3 năm 2021, đã phát hiện xử lý gần 2.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền 2,5 tỷ đồng, tạm giữ 332 phương tiện. Hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tuổi trẻ công an tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng, tạo khí thế sôi nổi trong đoàn viên thanh niên. Chi đoàn phòng công tác đảng và công tác chính trị phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư tổ chức các hoạt động viếng nghĩa trang liệt sĩ, dọn dẹp vệ sinh môi trường, giao lưu thể thao, đồng thời đã tặng 30 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và hội viên người cao tuổi tiêu biểu của xã. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực, là cơ hội để đoàn viên thanh niên hai đơn vị được giao lưu học hỏi và tăng cường mối đoàn kết, góp phần đẩy mạnh hoạt động đoàn và phong trào thanh niên, đồng thời giúp đoàn viên thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ ở mỗi đơn vị. Chi đoàn phòng kỹ thuật hình sự phối hợp với trường mầm non Nam Thành, thành phố Ninh Bình vừa tổ chức phun thuốc khử khuẩn, dọn vệ sinh môi trường khu vực trong và ngoài nhà trường. Đây là một trong những hoạt động thiết thực của đoàn viên thanh niên chi đoàn phòng kỹ thuật hình sự nhằm hưởng ứng tháng thanh niên 2021, đồng thời góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid, tạo môi trường học đường xanh, sạch, đẹp, không dịch bệnh cho các em học sinh và các thầy cô giáo. Được sự đồng ý của cấp ủy lãnh đạo hai đơn vị, chi đoàn phòng kỹ thuật nghiệp vụ và chi đoàn phòng an ninh kinh tế công an tỉnh đã tổ chức chương trình san sẻ yêu thương, chung sức vì cộng đồng. Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng các phần quà trị giá 10 triệu đồng cho trẻ em mồ côi, người khuyết tật và người già neo đơn tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Ninh Bình. Nhân dịp này, ban chấp hành hai chi đoàn phối hợp với salon tóc Mạnh Cường có địa chỉ tại thành phố Ninh Bình tổ chức cắt tóc miễn phí cho trẻ em mồ côi, người khuyết tật và người già neo đơn tại trung tâm. Kính thưa quý vị, thưa các đồng chí, những ngày này, cùng với các địa phương trong cả nước, lực lượng công an Ninh Bình từ tỉnh đến cơ sở đang tích cực, nỗ lực, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thu nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin, lấy dấu vân tay và chụp ảnh cho công dân để hoàn thành việc cấp căn cước công dân gắn chip điện tử đúng với kế hoạch. Đây là bước tiến quan trọng trong việc hoàn thành dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời giúp cho các cơ quan quản lý nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước theo hướng hiện đại, đơn giản hóa thủ tục hành chính, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho nhân dân. Việc triển khai cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử có nhiều ưu điểm hơn so với thẻ căn cước công dân hiện nay. Nổi bật, căn cước công dân có gắn chip điện tử sẽ có tính bảo mật cao, dung lượng lưu trữ lớn, tích hợp đầy đủ các thông tin, nên khi người dân đi giao dịch hoặc thực hiện các thủ tục hành chính, không phải mang theo nhiều loại giấy tờ mà chỉ cần thẻ căn cước công dân.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về triển khai dự án sản xuất, cấp và quản lý thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng công an phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng và tiện ích của thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử. Lực lượng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an các huyện, thành phố tập trung nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ thu nhận hồ sơ làm căn cước công dân để đảm bảo đúng với kế hoạch, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính theo hướng giảm giấy tờ cho công dân, từ đó chuẩn hóa, số hóa, từng bước xây dựng chính phủ điện tử thông minh. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho nhân dân từ 7 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Công an tỉnh đã tổ chức 27 tổ công tác, gồm 9 tổ cấp căn cước công dân cố định tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh, Trung tâm Một Cửa Liên thông huyện Hoa Lư và địa điểm tiếp công dân tại trụ sở Công an các huyện, thành phố. 18 tổ cấp căn cước công dân lưu động tại các địa bàn xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn công dân làm các thủ tục. Công an đã xây dựng kế hoạch để triển khai làm quyết liệt phối hợp với Đảng ủy chính quyền địa phương. Đấy, là tăng cường công tác tuyên truyền cho từng thôn, từng xóm. Đấy, về ý nghĩa tầm quan trọng của cái việc cấp căn cước có gắn chip điện tử, tôi chia làm 3 ca. Thời gian làm bắt đầu từ 7 giờ sáng và thời gian kết thúc vào 22 giờ. Thì biện pháp làm thì dễ làm trước, khó làm sau. Đông dân làm trước và ít dân làm sau để làm sao chúng tôi tập trung được cái lực lượng mà công dân đến với địa điểm mà chúng tôi làm được cách nhanh nhất và sớm nhất và đều nhất. Đội quản lý chính rà soát toàn bộ cái số lượng mà công dân cần phải cấp cái thẻ gắn chip để xác định cái phương án huy động tối đa về con người, về cơ sở vật chất, về thời gian. Tôi tiếp dân từ 7 giờ đến 22 giờ đêm và thậm chí là cũng có những hôm là muộn hơn, có những cái thời điểm tôi tiếp dân đến 1 giờ, 2 giờ đêm để làm sao cho công dân khi đã lên công an huyện rồi là sẽ được thực hiện các thủ tục cấp căn cước gắn chip. Đến thời điểm hiện tại đã cấp được gần 10.000 cái căn cước gắn chip cho nhân dân và trung bình thì mỗi ngày chúng tôi cấp khoảng từ 700 đến 800 căn cước cho công dân. Và trong cái quá trình mà triển khai thực hiện thì cũng có gặp phải một số các cái khó khăn. Công dân thì là ở miền núi làm nghề nông nghiệp cho nên là vân tay nó cũng có những cái đặc điểm về khô, rồi là bắp va tay hoặc là những cái vân tay rác rất là khó lấy vân tay. Cái hệ thống mà máy móc rồi là các phương tiện mà được bộ rồi nhà nước trang cấp thì nó cũng thực sự là nó cũng chưa đồng bộ cho nên là cũng ảnh hưởng tới cái tiến độ công tác gắn chip. Với ý thức trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, không chỉ tích cực, nỗ lực, khẩn trương thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân tại các trụ sở tiếp dân, một cửa, mà tại các điểm cấp căn cước công dân lưu động, cán bộ chiến sĩ công an rất tận tình hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục kê khai, thu nhận hồ sơ, lấy dấu vân tay, chụp ảnh. Khối lượng công việc lớn, cán bộ chiến sĩ phải tăng ca, tăng giờ làm, khó khăn vất vả là vậy, nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực hoàn thành cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử theo quy định, đảm bảo tiến độ đề ra, cán bộ chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Quản lý Hành chính đang khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm với phương châm hành động, làm việc tận tình, cẩn thận, tỉ mỉ, công tác tiếp nhận, hoàn thành thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip điện tử, đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống. Thì cấp ủy đảng, chính quyền của xã Canh Tiên tôi nhận thức rất rõ về cái nội dung này và triển khai trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện nghiêm túc và chính xác các nội dung của đề án. Khi mà công an huyện ưu tiên cho Canh Tiên triển khai sớm cái nội dung này thì được bà con ủng hộ rất cao và gần như là chúng tôi huy động được hầu hết cái công dân mà đến độ tuổi làm thẻ căn cước thì đều đến để thực hiện. Đội quản lý hành chính và trật tự xã hội của công an Nho Quan phối hợp cùng với công an xã Lạc Vân đã về địa bàn xóm 2 xã Lạc Vân chúng tôi để làm các thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip và nhân dân rất phấn khởi, đồng tình, ủng hộ. Và trong quá trình thực hiện từ sáng đến giờ thì tổ công tác làm việc hết sức trách nhiệm. Do có sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là sự nỗ lực cố gắng của cán bộ chiến sĩ công an từ tỉnh đến cơ sở,
Tính từ tháng 1 năm 2021 đến thời điểm này, lực lượng Công an Ninh Bình đã tiếp nhận và hoàn thành gần 72.000 trường hợp làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử. Thời gian tới, bên cạnh sự nỗ lực tích cực tập trung lực lượng, phương tiện của lực lượng công an toàn tỉnh, nhất là lực lượng cảnh sát quản lý hành chính, vẫn cần sự chung tay vào cuộc của cấp ủy chính quyền và nhân dân. Có như vậy, dự án cấp căn cước công dân gắn chip điện tử mới hoàn thành đúng tiến độ theo lộ trình của Bộ Công an đề ra, đảm bảo người dân có căn cước công dân để thực hiện các giao dịch cần thiết và phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước theo quy định. Từ đó, từng bước xây dựng chính phủ điện tử văn minh, hiện đại. Đây là Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1992, trú tại xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, bị Công an thành phố Tam Điệp bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản là chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Dream biển kiểm soát 35F18161 của chị Phạm Thị Tuyết Nhung, sinh năm 1986, trú tại phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, khi chị đang dựng xe trên vỉa hè. Công an huyện Yên Khánh cũng đã điều tra bắt giữ Nguyễn Văn Thắng, sinh ngày 11 tháng 7 năm 2005, ở xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh, về hành vi đục phá két sắt trộm cắp 24 triệu đồng của gia đình bà Vũ Thị Tám ở cùng thôn. Trên đây là hai trong số 25 vụ trộm cắp tài sản mà cơ quan công an đã điều tra khám phá, làm rõ và bắt giữ thời gian gần đây. Qua điều tra cho thấy, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản không mới, nguyên nhân chính dẫn đến tội phạm trộm cắp tài sản vẫn là do sự chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong bảo vệ tài sản của chủ sở hữu, như không khóa cổ, khóa cảng xe máy, xe đạp, để phương tiện ở những nơi khuất tầm nhìn khó quan sát, nhiều hộ gia đình thường xuyên vắng nhà, không có người trông coi, khóa nhà không an toàn, thậm chí quên không khóa cửa nhà, cửa sổ, cửa tung, cửa thông gió, làm cho kẻ gian dễ dàng đột nhập trộm cắp tài sản. Nhiều cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng bảo vệ còn mỏng, hệ thống an ninh chưa đảm bảo cũng là cơ hội để kẻ gian lợi dụng đột nhập trộm cắp tài sản. Điểm lưu ý nữa đó là đối tượng trộm cắp tài sản thường là những đối tượng có tiền án tiền sự, không có công ăn việc làm, có trường hợp nghiện ma túy, nghiện game. Do vậy, để có tiền tiêu xài, các đối tượng đã đi trộm cắp tài sản. Ngoài việc lang thang tìm sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản, có đối tượng vào mạng xã hội học cách phá khóa, phá két để trộm cắp tài sản. Tôi đã lên YouTube để tìm cách mở két sắt bằng tu vít và tôi đã học được ở trên YouTube. Để tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với tội phạm trộm cắp tài sản, các đơn vị nghiệp vụ và công an các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp, trong đó tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp, tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản để nhân dân chủ động phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự. Cùng với công tác phòng ngừa, lực lượng công an tổ chức rà soát đối tượng trong diện quản lý, phân công cán bộ tăng cường xuống cơ sở gặp gỡ, trao đổi, nắm tình hình tại các tổ an ninh nhân dân, tổ bảo vệ dân phố, tăng cường kiểm tra quản lý cư trú, phối hợp tuần tra kiểm soát địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực phát động phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh và tố giác tội phạm. Công an huyện Nho Quan có khuyến cáo đối với người dân, thứ nhất cái là cần gia cố lại toàn bộ hệ thống cửa, trong đó là chú trọng vào hệ thống cửa tum và cửa trên tầng 2. Tài sản có giá trị như tiền vàng thì không nên để nhiều trong nhà. Lắp đặt hệ thống camera, chuông báo động để phòng ngừa và phục vụ công tác điều tra, xử lý đối với tội phạm. Khi đi vắng cái thời gian lâu ngày thì nên thông báo cho hàng xóm biết được để hàng xóm có cái cảnh giác trong cái công tác phòng chống tội phạm. Để công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản đạt hiệu quả cao thì vai trò của nhân dân hết sức quan trọng. Do đó, quần chúng nhân dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động trong việc tự bảo vệ tài sản, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh tố giác các loại tội phạm. Khi phát hiện các thông tin về các đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản trộm cắp, các đối tượng có biểu hiện nghi vấn thường xuyên lui tới nắm tình hình hoặc tiếp cận nhà, tài sản của người khác, thì thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời có biện pháp xử lý. Chuyên mục An ninh Ninh Bình tuần này sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại tại các chuyên mục tuần sau.